Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Kể Chuyện Ma, đã dành một ít thời gian lắng nghe những câu chuyện mà Nam chia sẻ. Mọi người yêu thương á, nhớ like, share, đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh giúp Nam. Các bạn bè, anh chị em, quý cô chú á, có những câu chuyện ma tâm linh muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người, có thể gửi về Gmail hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình. Còn bây giờ, Nam xin phép được bắt đầu kể câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Câu chuyện của ngày hôm nay chính là phần tiếp theo của phần đời cay nghiệt. Để mà cho mọi người dễ nắm rõ được cái nội dung của câu chuyện của ngày hôm nay đó, thì Nam sẽ tóm tắt lại cái tập chuyện trước cho mọi người dễ tiện theo dõi nha. Thì gia đình của chị này á, đáng lẽ ra sống rất là hạnh phúc, nhưng mà thời điểm đó mẹ của chị lại ôm hết toàn bộ tiền của gia đình để mà đi theo một cái người đàn ông khác, bỏ lại 6 đứa con thơ, nhưng mà trong đó có 2 người con là con riêng của mẹ chị rồi. Ba của chị phải gồng gánh để mà nuôi cả một gia đình như thế. Nhưng mà thương thay, cả bên nội lẫn bên ngoại, không một ai che chở yêu thương gia đình của chị á, mà sẵn sàng đuổi gia đình của chị ra ngoài đường. Lúc đó thì khổ cực trăm bề, ba của chị phải đưa cả 6 người con vào trong một cái căn nhà hoang để mà tạm sinh sống. Thì cái lúc đó là nhiều người đồn thổi về cái căn nhà hoang này có ma. Nhưng mà có lẽ những vong hồn ở đây thương cho số phận của chị và các anh chị em, nên là chưa một lần hù nhát, chỉ có ba của chị là thấy thôi. Thì sau này á, là bởi vì đói quá nên là anh của chị có đi ăn trộm mía của một cái ông ở bên kia xong, thì lúc đó là cái ông này ổng có vác dao qua đây để mà dí đuổi. Sau đó là tống khứ toàn bộ 6 anh chị em chị ra ngoài đường, không có cho ở trong cái căn nhà hoang đó nữa. Thì lúc đó là ba của chị đã đi sang một cái xóm khác để mà làm việc rồi. Thế là ba cùng với 6 người con bị thất lạc nhau từ đó. Thì cũng nhờ vào những sự yêu thương và giúp đỡ của những người ngoài đường đó, thì 6 anh chị em của chị cũng mân mê bò lết về được nhà ngoại của mình. Tới khi mà ba tìm lại được 6 người con ở phía bên nhà ngoại đó, thì ba mới năn nỉ, mới van xin ngoại rằng là cho ba một cái mảnh đất nhỏ để mà có thể nuôi mấy đứa con đi. Bà ngoại thì có đưa cho ba một cái mảnh đất đó. Nó thực chất là một cái hố rác, đau đớn tủi nhục lắm, nhưng mà ba vẫn phải ngậm đắng nuốt cay, chạy vẫy khắp nơi để mà mượn tiền của những người hàng xóm xung quanh á, cố gắng dựng lên một cái căn chòi để cho 6 anh chị em của chị có chốn để mà dung thân. Mãi sau này khi mà chị lớn lên thì chị cũng biết về cái câu chuyện của cái căn nhà hoang ngày xưa chị đã từng ở. Nghe người ta nói rằng á, ngày trước cái căn nhà hoang này có một cái cặp vợ chồng với một đứa con nhỏ sinh sống, nhưng mà vào buổi tối ngày hôm đó là bị một cái tuổi kia nó vào bên trong nhà nó cướp, thì nó đâm chết cái người chồng. Còn cái người vợ thì nó dùng những cái sợi dây thòng lọng nó cột vào trong cổ, kéo lên trên trần nhà siết cho đến chết. Còn cái đứa con nhỏ thì bị tụi nó cưỡng hiếp, sau đó là cũng phi tan toàn bộ cái xác. Bởi vậy những cái vong hồn trong cái căn nhà này không có siêu thoát được, nên là thường xuyên hiện ra để mà hù nhát hết người này tới người khác. Có nhiều người mà vào trong cái căn nhà hoang này ngủ vào ban đêm á, là nửa đêm là phải bỏ chạy luôn, xách quần lên không kịp luôn. Chị á, sau này lớn chị quay về đây á, thì cái căn nhà hoang đó nó vẫn còn. Mà chị nghĩ lại là thấy hồi nhỏ đúng thiệt là con nít, nên là đâu có biết sợ đâu. Chứ bây giờ nếu như mà cho quay lại á, thì cho tiền chị cũng không dám vào lại trong cái căn nhà hoang đó một lần nào nữa. Còn về cái người mà đàn ông ngày trước mà vác dao để mà dí tất cả các anh chị em của chị rồi đuổi ra khỏi cái căn nhà hoang đó đó, thì sau này cũng bị quả báo luôn. Nghe đâu là cái ông này á, lúc đó là đứa con gái của ông cũng theo củi là lớn, muốn cặp kê rồi đó, thì ưng một cái người đàn ông, ổng không chấp nhận được, nên là ổng đuổi, ổng đánh con gái của ổng. Thì trong cái lúc nghỉ quẩn hay sao đó, cái đứa con gái của ổng đi vào trong cái căn nhà hoang đó, treo cổ để mà tự vẫn luôn. Thì khi mà ổng biết được cái tin là con gái của ổng treo cổ chết trong cái căn nhà hoang, là ổng đau đớn lắm. Ngày nào ổng cũng lang thang lết thết ở ngoài đường gọi tên con của mình, cho tới cái ngày đó thì ổng bị một chiếc xe tông vào. Kể từ đó thì ổng trở thành người thực vật, nửa người liệt ở trên giường như thế. Thì cũng một phần nào là cái quả báo của ổng. Ngày trước ổng đã chửi rủa rồi hả, nói về cái căn nhà hoang này, rồi còn đuổi
tất cả anh chị em chị ra khỏi căn nhà hoang khi mà được những cái vong hồn trong nhà hoang nó bảo bọc, nó yêu thương. Và rồi những tháng ngày vô cùng là cực khổ và tủi nhục khi mà gia đình của chị sống nương nhờ trên cái mảnh đất nhà ngoại, ngoài cái việc bị ma chết nó trêu ghẹo ra thì còn bị ma sống là những người anh họ đó quấy rối, rồi làm những cái chuyện mà đồi trụy đối với tất cả các chị em của chị luôn. Cho mọi người dễ hình dung, thời điểm trước khi mà mẹ nuôi nấng các anh chị em của chị á, thì mẹ bận chân diện, bận đi theo trai, nên là mẹ đâu có làm bất cứ một cái giấy tờ khai sinh nào cho các anh chị đâu. Nên á, là không có được đi học. Khi mà ba về đây á, là ba vừa phải đi làm, vừa phải lo cho gia đình, rồi ba phải cố gắng để mà làm những cái giấy tờ khai sinh á, để mà cho các con được đi học, chứ không thể nào mà cho tụi nhỏ dốt chữ được. Thì khi đó là bị học trễ mọi người. Chị nhớ hoài cái hình ảnh lúc đó đi học mà khổ tới mức là phải dùng những cái bịch ni lông để mà đựng giấy bút. Nhưng mà đựng cái là các anh chị em của chị là học giỏi, nên là ba không có phải tốn tiền để mà mua bút vở, toàn là được nhà trường tặng thôi, nên là dùng những cái phần tặng đó để mà học. Nhưng mà học khoảng được một thời gian thì nhà khổ quá là khổ, nên là chị của chị á phải nghỉ học để mà phụ ba làm việc để mà kiếm tiền nuôi các em. Thì cái thời điểm đó còn nhỏ xíu, làm gì, làm mọi người biết làm gì không, là các chị của chị là phải đi giữ con cho người ta, cụ thể hơn là giữ con cho chính cái người dì của mình. Sau đó là còn phải đi phụ bán quán, rửa chén nè, rửa ly, rửa tới mức mà chị nói tới thời điểm bây giờ nha, là các chị của chị là cái ngón tay á, cái móng tay á, nó bị hư, nó bị mục luôn. Là rửa lâu tới mức độ đó, cả chục năm luôn mà mọi người, cứ ngâm vào trong nước rồi ngâm vào hóa chất. Mà ngày xưa làm gì có bao tay để mà bao tay lại để mà rửa đâu, nên hóa chất nó ăn vào trong da, trong thịt. Thương mấy chị dữ lắm. Ngày đó thì nhà nghèo muốn chết, mặc dù là đã có điện rồi, nhưng mà làm gì có tiền để mà có thể vào được điện. Nên là các chị em của chị là thường xuyên phải đi lụm những cái khúc củi để mà đem về nhà đốt, để mà ban đêm nó sáng, để mà có thể nhìn thấy đường. Thì cái lúc đó là thường xuyên đi vào trong cái đoạn này để mà lụm củi khô. Mà ngày trước đất thì nhiều, mồ mả quá trời luôn, nên là đi hết chỗ này chỗ kia đều có mồ có mả. Đâm ra là các chị em của chị là thường xuyên bị hù nhát. Có cái lần đó đó là đang lụm củi như vậy thì tự nhiên ở phía đằng sau là có những ai đó là cầm đá, cầm bùn đất để mà chọi lên trên người. Thì cứ tưởng rằng là các chị em giỡn với nhau, nhưng mà quay ra đằng sau thì không có ai cả. Chị nhìn ngó lại thì thấy mấy chị của mình đang ở đứng đằng trước kìa. Vậy thì ai từ nãy tới giờ là chọi mình? Thì sau đó là các chị cũng bị chọi luôn. Trong những người chị của chị là có cái chị này á, là chị bị vấn đề về thần kinh mọi người, do tại vì chị bị nhiễm chất độc màu da cam đó. Thì cái chị này chỉ thường xuyên chỉ la hét, rồi chỉ bị động kinh. Những cái lúc mà chị đi lụm củi là chị cũng bị người ta nhát. Thậm chí có lần là chị còn thấy có người ngồi ở trên gốc cây á, đu đưa đưa cái đầu xuống nhìn chị cười ha há lên. Nhưng mà bởi vì chị bị thần kinh, chị đâu có biết đó là ma là quỷ đâu. Thì chị cũng kể lại cho các anh chị em nghe. Thì cái lúc đó là anh chị em của chị sợ quá, nên là không dám đi lụm củi nữa. Nhưng mà cái chị mà bị cái bệnh thần kinh đó, là chị này á, chị không chịu. Nhiều lần là chị cứ khóc rồi chị la lên, chị đòi là phải đi lụm củi cho bằng được. Nhưng mà mọi người trong gia đình sợ, nên là cứ để cho chị lụm một mình luôn. Thì cái lúc này á, chị đó cũng thuộc dạng là lớn tuổi rồi, đang ở trong cái độ tuổi dậy thì. Mà theo như chị này chỉ kể nha, ngày xưa khổ muốn chết, các anh chị em á, làm gì có quần áo mặc. Cứ mỗi lần mà tới Tết á, là sẽ được những cái người hàng xóm với những cái nhà giàu ở gần đó, là người ta thải ra những cái bộ đồ mà người ta không mặc được. Nên là các anh chị em sẽ lụm những cái bộ đồ đó về để mà mặc. Nên là chị này mặc xong rồi là đưa cho chị kia mặc, rồi đưa cho chị kia mặc. Nên rằng là vào cái độ tuổi dậy thì lại không có áo ngực để mà mặc mọi người. Áo ngực hoặc là cái áo lót là một cái điều gì đó rất là xa xỉ. Nhưng mà ở trong cái độ tuổi dậy thì đó, thì các chị em của chị là phát triển lớn, nên là cái bầu ngực bắt đầu nó dần dần to ra. Được cái là các chị em là theo gen của mẹ, nên là đẹp dữ lắm mọi người.
dù cho bị bệnh thần kinh, nhưng mà cái chị này chỉ cực kỳ đẹp và cái dáng người nó nảy nở. Thì trong cái lần đó nó, chị này chỉ đi lụm củi một mình á, thì chỉ bị cưỡng bức. Cái thằng mà làm cái chuyện đồ chị đó đối với chị của chị á, là nó là một cái thằng ở trong vùng này. Năm đó là nó 23, 24 tuổi gì đó. Thì khi này nha, nó mới dụ chị của chị, nó mới đưa cho chị của chị là một cái ly siro đá bào. Thời điểm đó mà có được một cái ly siro đá bào là một cái điều gì đó rất là lớn lao. Nên là cái người chị bị tâm thần á, nghe theo lời nó, bị cái thằng này dẫn vào trong cái bụi. Nó mới bắt đầu là dùng tay á, để mà nắn bóp vào cái lòng ngực của người chị bị tâm thần. Rồi nó tuột quần của chị này xuống luôn. Khi đó là nó chuẩn bị làm cái chuyện đó thì vô tình làm sao mọi người, có một cái người đi ngang qua, người ta thấy cái cảnh tượng đó nên là người ta la lớn lên. Thì cái thằng này nó bị hoảng nên nó bỏ chạy. Bởi vì như vậy á, là cái người chị của chị không có bị cưỡng bức. Nhưng mà lúc mà quay qua quay lại thì không thấy ai nữa. Chắc có lẽ là những vong hồn ma ở đây á, người ta cố tình hiện ra để mà giúp cho cái người chị tâm thần thoát khỏi cái cảnh tượng đó. Thì sau cái sự việc này á, thì các anh chị em của chị sợ lắm, không bao giờ dám cho cái người chị tâm thần này đi một mình nữa, mà phải thường xuyên là đi chung với cái chị này. Mặc dù là những người chị đi chung cũng sợ bị cưỡng bức, cưỡng hiếp. Thì cái năm đó đó là những anh chị em ai cũng lớn, thì những người anh họ cũng lớn theo. Không biết làm sao mà những người anh họ này thường xuyên nha, mân mê hợi dụng vào cái lúc mà buổi tối á, mấy chị em ngủ thì vào bên trong để mà sờ đùi rồi bóp ngực của mấy chị. Lúc đó đó là ba thường xuyên đi làm về khuya lắm, nên là ba không có nhà. Thì những người anh họ cứ vào bên trong nhà, nào là lúc rình tắm, nào là cứ sờ soạn rồi bóp người của mấy chị thôi. Mấy chị cũng muốn la lên, cũng mét cho người lớn nghe lắm, nhưng mà lại sợ là những người dì của mình á biết được cái tin đó thì xấu hổ, nên là sẽ đuổi các anh chị em của chị ra khỏi nhà, không có cho ở nữa. Nên là phải ngậm đắng nuốt cay để mà chịu đựng nha. Rồi vào đêm á là thường xuyên là phải chốt khóa cửa lại thật là kỹ, dùng cái sợi dây chỉ á mọi người, quấn rất là nhiều vòng. Rồi anh chị em phải ngủ mà xếp lại với nhau như thế để mà bảo vệ lẫn nhau. Là đau đớn cay nghiệt lắm mọi người. Người ngoài người ta chưa hại bao nhiêu, mà những người trong gia đình lại chính là những người hại mình. Mặc dù thời điểm đó là 6 anh chị em của chị có mẹ kế rồi, nhưng mà mẹ kế lại không ở cùng với 6 anh chị em, là bởi vì ba của chị thường xuyên đi làm á, không ở nhà, nên là cái người mẹ kế này cũng không có ở đây. Người mẹ kế đó cũng có 2 cái người con riêng, rồi còn công việc làm ăn buôn bán nữa, nên là người mẹ kế lâu lâu mới xuống đây để mà chăm lo cho 6 anh chị em của chị. Đừng cái người mẹ kế này tốt, mỗi lần xuống là thường là sẽ cố gắng mua thật là nhiều những cái món đồ ăn ngon để mà cho 6 anh chị em ăn. Mà mọi người tưởng tượng nó không, không sợ mẹ kế mà lại sợ mẹ ruột. Chị mới nói rằng là có nhiều lần mẹ ruột quay trở về nhà ngoại á, thì có rình, có nghe được những cái cuộc nói chuyện là mẹ kế theo kiểu là muốn đem mấy chị của chị đi á, đem bán cho những người mà giàu có, hoặc là gả sang nước ngoài để mà lấy tiền về để mà nuôi bản thân của mình đó. Trời, sợ hãi vô cùng bờ bến luôn. May mắn làm sao là toàn bộ những cái kế hoạch đó của mẹ chị đều không được thành công. Có lẽ bởi vì những người âm á mọi người, những cái phần tâm linh á, người ta thương xót cho số phận của các anh chị em của chị á, nên thường xuyên đứng ra để mà bảo vệ. Một cái điều minh chứng rõ ràng nhất là trong cái đợt đó đó, là kế bên nhà chị là có nguyên những cái cây dừa rất là cao, nhưng mà những cái cây dừa này á, nó khô, nó hư hết rồi. Nếu như mà nó ngã một phát là coi như là nó dập bụi bạc hết toàn bộ cái nhà của chị. Bởi vì cái nhà này là nhà chồi theo kiểu là dựng tạm bợ. Thì cái lần đó là mưa rất là lớn và ba không có ở nhà. Ta nói cái nhà nó dột banh tà lành luôn. 6 anh chị em ở trong nhà mà nơm nớp lo sợ, bởi vì mưa gió lớn, sợ là cái cây dừa nó ngã xuống là nó đè, là nó sập cái nhà, là 6 anh chị em chết trong cái nhà luôn. Thì may mắn làm sao mọi người, có những cái tia sét đùng đùng vang lên, nó đánh hẳn vào trong cái cây dừa, nhưng mà nó lại không làm cho cây dừa nó ngã xuống nhà của chị, mà cái thân của cái cây dừa nó lại văng ngược sang nhà của bà ngoại, giống như rằng là thần linh á cũng chua chát
thay cho số phận của các anh chị em của chị mà trả thù giùm luôn. Và thời gian cứ như vậy mà trôi qua, cho tới một thời điểm thì tự nhiên ba của chị có cơ duyên với tâm linh và trở thành một người biết coi bói toán một cách rất là bất ngờ luôn. Thì bây giờ chúng ta phải quay trở về quá khứ để mà có thể đào sâu được cái nguyên nhân tại sao mà thời điểm đó tự nhiên ba chị lại có một cái khả năng như vậy. Từ cái tập trước, Nam có nói với mọi người là ba của chị là dân kháng chiến. Cái thời điểm mà sau khi giải phóng đó thì ba của chị á, quay trở về nhà, nhưng mà ba lại bị thương tật. Nó thẳng ra là thương binh đó. Hình dung nha, là trong những lúc chiến tranh đó, thì bom đạn nó rơi, nó vỡ, thì nó có ghim vào trong đầu của ba vài mảnh nhỏ. Thật ra thì làm cho ba không có mất mạng, cũng không có tật nguyền gì nhiều. Nhưng mà trái giới trở trời á, là ba của chị đau đầu dữ lắm. Đau tới mức mà chịu đựng không nổi, phải quằn quại nằm ở trên mặt đất. Nhưng mà ba luôn luôn là giấu các anh chị em, là bởi vì cái nghèo, cái khổ đã đủ mệt rồi, không thể nào cho các con của mình chứng kiến cái việc mà mình đau đớn như thế, nên là ba im, ba giấu luôn. Thì ba có kể nha, là vào cái thời điểm lúc mà chiến tranh á, là ba với các đồng đội của mình á, quý nhau giống như là anh chị em ruột vậy. Bởi vì là vào sinh ra tử mà. Thì cái đêm đó đó là ba cùng với các đồng đội á, có ngồi lại để mà tâm sự. Thì ba mới nói với đồng đội rằng á, là chắc chắn rằng á, ngày mai khi mà chúng ta ra xa trường á, thì sẽ có người chết, sẽ có người sống, hoặc là sẽ có người bị thương tật. Nhưng mà bây giờ chúng ta ngồi lại ở đây thì chúng ta lập một lời hứa, lời thề. Nếu như mà có thể may mắn sống sót thì sẽ quay trở về để mà gặp nhau. Những người mà sống sẽ lập bàn thờ để mà thờ những người chết. À, là ba có nói với đồng đội mình như vậy đó. Thì cái lúc này là tất cả các đồng đội là khóc rồi ôm nhau. Nói chung là biết chắc chắn rằng là sẽ chết, nhưng mà vì bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quê hương, để mà có thể ươm mầm cho những cái thế hệ sau này á, những người lính như ba đó sẵn sàng hy sinh mạng sống. Chỉ mong ước rằng nếu như mà chết á, thì chắc chắn là không lụm xác của nhau về được đâu. Thì cố gắng là vẫn còn nhớ tới nhau, lập một cái bàn thờ để mà tưởng nhớ về những người đồng đội đã cùng vào sinh ra tử. Thì khi này là toàn bộ đồng đội của ba cũng nguyện ý để mà làm theo lời của ba. Thấy thương lắm mọi người ơi. Ba nói á, là thời điểm đó là có những cái người thanh niên á, chỉ mới 15-16 tuổi thôi, chưa biết yêu là gì á, chưa một lần được nắm tay người con gái khác, vậy mà vẫn phải lao ra xa trường để mà chiến đấu. Thì sau cái đợt chiến đấu đó thì tiểu đội của ba chết hết một nửa. Những người còn sống á, thì có người là mất tay, có người mất chân, có người là mất luôn một cái con mắt. Ba với lại là những người đồng đội vẫn nhớ về cái lời hứa năm xưa. Nhưng mà vì cái cuộc sống nó quá là khó khăn, nhà thời điểm lúc đó là chị em của chị với ba còn không có nhà ở, phải ở nhà hoang, rồi phải xin bà ngoại một cái mảnh đất mà thực chất trước đây nó là một cái bãi rác. Thì làm sao ba của chị có thể thực hiện được cái lời hứa với những người đồng đội của mình? Đâu có tiền để mà làm một cái bàn thờ, đâu có tiền để mà cúng kiến cho những người đồng đội đã khuất của mình đâu. Nên là ba phải dẹp bỏ đi những cái điều đó. Nhưng mà có lẽ rằng vong hồn của những người đồng đội đó hiểu được cái nỗi khổ của ba, nên là thường xuyên là đi theo để mà giúp đỡ đó mọi người. Hình dung nha, sau này khi mà cuộc sống nó đỡ hơn một chút, nói là đỡ hơn một chút chứ nó vẫn khổ, là bởi vì là các chị của chị là nghỉ học nên đâm ra là đi làm phụ ba. Làm được bao nhiêu tiền là đều đưa cho ba hết. Rồi ba cố gắng là ba xây sửa lại cái căn chòi nó tươm tất hơn một tí, rồi ba lấp đất nhiều để mà cho nó bằng phẳng đi. Thì khi này là ba thấy mọi thứ cũng ổn ổn rồi, nên là ba mới thực hiện cái lời hứa của ba năm xưa. Ba đi mua một cái tủ gỗ trả góp. Tính ra ngày xưa mà có trả góp luôn mọi người, năm ấy cũng hay thiệt đó chứ. Thì ba có tới cái chỗ này nè, là ba xin người ta là cho ba trả một ít, rồi mỗi lần mà ba đi làm ba có ít tiền là ba sẽ đem ra ba trả tiếp, để mà ba lấy được một cái tủ về để mà ba thờ những người đồng đội. Đáng lẽ ra nha,
là trong gia đình là phải thờ ông bà tổ tiên, nhưng mà đằng này là cả nhà của chị đâu có được nội ngoại hai bên chấp nhận đâu, nên là thờ là nhà chỉ thờ đúng những người đồng đội của ba thôi. Đem cái tủ thờ về nhà thì chị mới nói là khổ tới mức mà không có thể nào mà mua được trái cây, mua được giấy tiền vàng bạc để mà cúng kiến cho những người đồng đội, mà chỉ có thể thắp nhang thôi mọi người. Là ba đâu có mua được gì đâu, tiền ăn cũng có lấy đâu ra mà họ mua được đồ để mà cúng cho những người đồng đội. Chỉ lâu lâu là thắp được một cái nén hương cho những người đã khuất thôi. Nhưng được một cái á, là vào ngày 30 tháng 4 thì dù cho có khó khăn tới mức nào thì ba của chị cũng phải mua một cái con gà với lại là những cái dĩa trái cây á, để mà đem lên trên bàn thờ để mà cúng. Thì sau này vào đúng cái ngày 30 tháng 4 thì gia đình của chị là sẽ cúng cho những cái người đồng đội đó, và nó trở thành một cái tập tục trong gia đình của chị cho tới thời điểm bây giờ luôn. Thì khi đấy đó mọi người, là ba của chị là thờ những người đồng đội được một năm, thì đúng một năm sau có biến. Cái ngày đó là ba của chị đang ở nhà của mẹ kế, đang theo kiểu là đắp đê để mà phụ mẹ kế dựng nhà đó. Thì có những người em của mẹ kế sau khi mà làm phụ thì có rủ ba là ngồi nhậu một tí, thì ba có uống được vài ly rượu, thì sau đó là ba mới đi về. Thì cái lúc này là ba có đi ngang qua cái cây cầu khỉ, thì tự nhiên ba ôm đầu rồi ba la hét rất là to. Mọi người tưởng tượng là ba là một cái người kháng chiến, nên cái thời điểm đó đó là bom mìn rất là nhiều. Những cái người trong thời kỳ đó người ta quen cái việc mà ăn to nói lớn rồi, do tại vì tai bị ảnh hưởng á, nghe không được rõ nên là phải nói rất là to. Đó, nên là khi đó đó là mọi người, là các em của mẹ kế với mẹ kế nghe ba la hét thì mới chạy ra, mới thấy ba ôm đầu, mà cái sắc mặt của ba rất là kinh khủng. Ba mới la lên là chạy đi, trốn đi, trốn đi, tụi nó ném bom kìa, tụi nó ném bom kìa, mọi người ơi chạy đi. Là lần đầu tiên mẹ kế thấy ba kỳ lạ như vậy. Cái hình ảnh giống như là nó tái hiện lại cái lúc mà ba ở ngoài xa trường để mà chiến đấu. Phải chăng là ba của chị bị những người đồng đội đã khuất nhập vào, hay là ba đang được nhìn thấy lại hình ảnh của chính ba trong cái thời kỳ chiến tranh đó? Thì chưa kịp làm gì là ba mới nhảy xuống dưới cái ao á mọi người. Là ba quằn quại như thế. Là mẹ kế là sợ lắm, khóc quá trời khóc, mới kêu những người em của mẹ kế là chạy về nhà đi, để mà kêu anh chị em của chị lên trên đây để mà coi ba bị sao. Thì một hồi sau là ba lên được trên bờ, thì ba chạy khắp nơi, rồi ba lụm một cái con dao, rồi ba cứ đưa qua đưa lại. Tụi mày mà tới, tao đâm, tao chém chết tụi mày. Tụi mày mà tới, hả, tao đâm, tao chém chết tụi mày. Là ba cứ điên dại dại như vậy á. Mãi một hồi sau thì mọi người thấy ba không bớt, nên là phải cố gắng để mà khống chế. Khi mà hả, lấy được cái con dao ra khỏi tay ba rồi á, thì những người là người ta mới cột, mới trói ba lại ở ngay cái góc của cái cây dừa. Thì lúc này là anh chị em của chị cũng tới. Thì mẹ kế đó là chịu đựng không nổi, bởi vì thấy cái người chồng của mình cứ điên dại dại như vậy á, nên là lao vào tính ôm ba. Thì mọi người xung quanh người ta mới cản. Thì mẹ kế khóc, mẹ kế nói nhiều lắm, đó là chồng của tôi mà, làm ơn đi, làm ơn cho tôi tới chồng của tôi đi. Thì khi đó là người ta thấy thương mẹ kế quá, nên là để mẹ kế chạy tới. Thì mẹ kế chạy tới là ôm ba, rồi ôm ba rồi xoa đầu ba, kêu anh ơi anh đừng có như vậy, em sợ lắm anh ơi, anh đừng có như vậy, em sợ lắm. Thì mẹ cứ vừa ôm ba vừa khóc như vậy mãi thôi. Anh chị em của chị nhìn thấy cái cảnh tượng đó cũng rất là sợ, bởi vì ba nhìn thấy ghê lắm, người ướt nhẹp hết mà bùn đất đầy rẫy. Một hồi sau thì ba giống như là xìu xìu vậy đó, thì mới được đưa ba vào bên trong nhà. Mẹ kế mới lau hết rồi họ thay quần áo cho ba. Mẹ kế có nói lại với anh chị của chị á, nói rằng ba lúc đó giống như là bị người gia nhập vậy đó, nhìn thấy ghê lắm. Ba bốn người lao vào để mà khống chế mà đều bị ba hất văng ra cả. Phải bao nhiêu người xúm lại thì mới đè ba xuống rồi cột vào trong cái gốc cây như vậy. Thì kể từ cái ngày đó nha, ba của chị thay đổi tính tình hẳn. Ba thường xuyên là ngồi ngay cái bàn rồi bày ra những cái chai rượu, vài cái ly với ba bốn cái đôi chén đôi đũa, ngồi đó mà nói chuyện một mình. Cái người mà không biết thì nói rằng ba của chị bị điên bị khùng.
Còn đối với bản thân gia đình của chị, nhìn một phát là biết liền. Ba đang ngồi đó để mà nói chuyện với những người đồng đội, cũng như là ôn lại những cái chuyện ngày xưa. Không biết ba của chị tìm đâu ra được những cái quyển sách cổ rồi những quyển sách cũ. Ba bắt đầu ngồi học, ngồi đọc. Và kể từ đó ba của chị biết xem bói luôn. Rồi những lời đồn về ba của chị được lan rộng ra. Nhiều người tới đây để mà cúng kiến tiền bạc, để mà nhờ ba coi bói giùm lắm. Ba của chị coi bói rất là kỳ. Ba sẽ lấy ra một cái đĩa mồi cùng với chai rượu. Ba uống rất là nhiều. Ba uống mà chị nói như uống nước lã. Mà chị biết rằng đó không phải là ba của chị uống đâu, mà chính là những người đồng đội của ba đang dựa vào ba để mà uống. Thì sau khi mà uống rất là nhiều thì ba sẽ phán, và ba nói tới đâu là đúng tới đó. Người ta rơm rớp nghe theo. Nên là dần dần là cuộc sống của gia đình của chị cũng được cải thiện, bởi vì ba hành cái nghề xem bói như thế. Ba của chị không biết là lấy ở đâu rè một cái mảnh sắt, rồi ba mới vẽ nguệt ngoạc lên trên cái mảnh sắt này là hình một cái con cọp, rồi ba đem lên trên bàn thờ để mà thờ. Cho đến khi này là gia đình của chị cũng có điều kiện một tí, nên là chị cảm thấy là không có cần phải thờ cái bức tranh mà nguệt ngoạc như vậy. Bây giờ là sẽ đi làm một cái vẽ một cái hình khác đẹp hơn để mà đem lên trên thờ. Thì lúc đó đó, sau khi mà dùng một cái bức tranh khác để mà thay cho cái tấm sắt đó, thì ba của chị là bị hành, bị bệnh triền miên luôn. Thì cái lúc đó là ba mới nói rằng là các chú không có chịu cái bức tranh mới đâu, đem cái bức tranh cũ về để mà thờ đi. Thì lúc đó đó là mọi thứ trong gia đình mới bình thường, ba mới hết bị hành. Tới thời điểm bây giờ nha, là cái bức tranh con hổ được vẽ nguệt ngoạc ở trên cái tấm sắt đó vẫn còn được thờ ở trong nhà của chị. Trong cái khoảng thời gian mà ba chị hành cái nghề xem bói đó, thì có một cái sự việc rất là hay như thế này diễn ra. Cái đêm hôm đó là trời mưa giá rét, ba của chị cùng với các anh chị em đang ngồi ở trong nhà để mà ăn cơm. Thì cái lúc này giống như là có một cái điều gì đó nhắc nhở ba đó, thì ba mới đi ra đằng trước nhà, ba đứng và đợi. Thì lúc đó là các anh chị em mới thấy là có một cái đứa bé gái nhỏ, nó đang ẵm trên tay một cái em bé như vậy nè. Rồi nó đi lang thang lết thết ở ngoài đường, thì ba mới ngoắc nó vô. Thì đứa bé này nó mới đưa một cái thau, nó mới xin ăn. Nó mới kêu rằng là con đói quá, nhà mình có gì ăn không, cho con xin một ít đồ ăn đi. Thì ba mới dẫn đứa bé này vào bên trong nhà. Thì khi nãy là các anh chị em á nhìn tự nhiên nhớ lại cái hình ảnh ngày xưa mà mình cũng nghèo khổ mà phải lang thang đậu đường xó chợ như vậy á, nên là cũng thương cái cô bé này lắm, nên là cũng đưa cô bé này đồ ăn. Con bé nó ăn giống như là chết đói chết khát vậy. Thì lúc này là mới hỏi rằng là ba mẹ đâu. Thì cái cô bé này mới nói rằng là nó bị lạc mất ba mẹ, rồi nó phải lang thang để mà tìm ba mẹ. Nhưng mà lúc đó đó ba của chị mới lắc đầu, sau này mới biết nha, ba của chị mới nói nhỏ, mới kêu rằng là cái đứa bé đó không phải là bị lạc mất ba mẹ đâu, mà là nó bị ba mẹ của nó bỏ rơi. Khi đấy thì ba của chị mới kêu rằng là thôi con ơi, con cứ ở lại nhà của chú đi, rồi nhà chú có gì thì cho con ăn cái đó. Nhưng mà cái đứa bé này nó không chịu. Nó nói là nó lạc ba mẹ ở gần cái khúc gầm cầu á, nên là nó phải ở đó để mà nó đợi chờ ba mẹ của nó. Giống như là một cái đứa trẻ đó đã bị ba mẹ bỏ rơi rồi, nhưng mà vẫn nuôi nấu một cái hy vọng rằng là ba mẹ sẽ quay về để mà tìm mình. Nên là nó không có chịu ở nhà của chị, mà nó phải ra cái gầm cầu đó để mà nó ngủ, để mà nó đợi ba mẹ của nó. Thì mọi người biết không, là suốt khoảng một thời gian là đứa bé này là hay thường xuyên qua nhà của chị để mà ăn cơm. Cho tới một ngày thì nó hoàn toàn biến mất luôn. Đến cả chục năm sau, khi mà các anh chị em của chị lớn rồi á, thì cái đứa bé này quay trở lại, thì mới được biết là nó đã sang nước ngoài để mà định cư rồi, và nó quay trở về đây để mà tìm ba của chị, để mà cảm ơn, rồi nhận ba của chị làm ba nuôi. Thì mới biết được cái câu chuyện ngày đó. Thì đúng thiệt là cái đứa bé này bị ba mẹ bỏ rơi. Thì khi mà cái thời điểm mà không còn xuất hiện ở nhà chị nữa, thì mọi người biết bị sao không? Cái đêm đó là cái đứa bé này ẵm em của nó trên tay ngủ ở dưới gầm cầu, thì bị một cái toán người nó tới nó cưỡng bức. Em của đứa bé này là nó khóc lên, rồi bị những cái thằng khốn nạn này nó quăng xuống dưới sông chết.
còn nó là bị những cái người thanh niên là giày vò cưỡng bức, tới khi mà bỏ nó bơ vơ bơ chọi ở ngay dưới gầm cầu thì nó cố gắng nó la lết nó tìm em nó, thì em của nó đã chết rồi mọi người ơi, đớn đau lắm, tủi nhục lắm. Thì nó bị giống như là bị ai đó xui khiến làm sao á, là nó bỏ đi, nó không có về nhà chị. Rồi nó cứ đi lang thang như vậy. Rồi nó xin ăn chỗ này chỗ kia. Rồi nó xin lên trên một cái chuyến xe. Thì cái chuyến xe này là chở thẳng lên trên Sài Thành. Thì lúc đó nó vẫn tiếp tục hành cái nghề xin ăn. Trong một cái lần đó thì nó nằm ngủ trước một cái hiên nhà. Thì gia đình này mở cửa ra, thì hai cái vợ chồng của gia đình đó lại bị vô sinh. Thì gặp được cái đứa bé này thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá, tại nó cũng xinh xắn, thì cũng đưa nó vào trong nhà cho nó ăn uống. Rồi hỏi nó sự tình như thế nào thì nó cũng kể lại cái câu chuyện như vậy á. Thì lúc đó là cái cặp vợ chồng này mới quyết định nhận cái đứa bé đó làm con nuôi luôn. Thì sau này là cho ăn học, rồi gia đình này cũng sang nước ngoài để mà định cư. Thì sau này cái đứa bé đó nó lớn lên, nó quay trở về cái mảnh đất này để mà tìm lại gia đình của chị, để mà báo đáp cái ơn nghĩa ngày xưa đó. Thì mọi người hình dung không, giống như là những người đồng đội của ba đó, là cho ba biết về cái hoàn cảnh của đứa bé này, rồi cũng trời xui đất khiến để mà cho cái đứa bé này gặp được cái gia đình tốt bụng đó, để mà có thể thay đổi được vận mệnh. Thì nó rất là biết ơn gia đình của chị á, nên đã quay về để mà báo đáp. Thì đó là một trong những cái phần chuyện rất là nhỏ trong cái khoảng thời gian mà ba chị hành cái nghề bói toán. Chị mới nói á, tưởng rằng là những câu chuyện của chị y chang trong phim luôn, nhưng mà hoàn toàn là những câu chuyện có thật. Ở đâu đó ngoài kia có hàng triệu người, người ta cũng đã rơi vào những cái mảnh đời y chang chị, chẳng qua là chúng ta chưa từng biết tới câu chuyện của họ, nên chúng ta cứ cho rằng những câu chuyện này là bịa đặt. Nhưng mà không nha mọi người, không có ai lấy gia đình của mình ra để mà dựng lên một cái câu chuyện đau thương như vậy. Và đó là cái phần chuyện ngày hôm nay mà Nam muốn chia sẻ đến cho mọi người. Ở những cái phần chuyện sau, Nam sẽ kể tiếp về cái gia đình của chị, về những cái gọi là nhân quả, những người mà đã ác đối với gia đình của chị phải dần dần gánh chịu. Và Nam xin phép được tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào những câu chuyện lần sau.